Vâng, chào các bạn đi. Nào, không cần phải giơ tay thế nào. Chào, được rồi, nhìn đây, nhìn đây. Chào các bạn nha, hôm nay là bạn Kim Ngân được đi chơi ở resort FLC Thanh Hóa đây. Đây là căn phòng của bạn Kim Ngân nha. Phòng có hai giường nha các bạn nha. Đây là mẹ của bạn Kim Ngân và anh của bạn Kim Ngân đây rồi. Đây là cửa ra ngoài để ngắm cảnh đây. Ôi mở như thế nào đây, đây ạ. Đây, ôi ngoài này hơi nóng. Đây, các bé xem cùng bạn Kim Ngân nào. Kim Ngân ngồi đây nào. Ôi, cảnh đẹp quá. Ôi, anh này bị cộc đầu vào đấy rồi. Kính này bị... Wow, ngoài kia là biển kia rồi. Đây, đau à? Đau à, ôi. Đây, Kim Ngân đây. Còn cái ngâm ngắm biển là ra đây đứng ngoài này ngắm biển đi. Ý, biển kia biển ở rất xa nha. Ý, đây là ngoài biển nha các bạn nha. Còn mình ở trên tầng tầng này tầng mấy nhỉ? Tầng 5 à? Tầng 4. Tầng 4. Bên kia có hồ nước kia kìa, tí nữa ra tắm nha. Đây ở chỗ phòng nghỉ nhìn ra được hồ nước kia nha, hồ nước về bơi đấy, xanh mát. Còn đây là ngoài biển đây rồi. Đau quá, cục đầu à, đau à. Đây là khu nhà dân này. Đẹp chưa? Được, đẹp chưa? Đấy, cảnh biển đó nha. Đây là đi vào phòng nào. À, bạn Kim Vân đang làm cái gì đấy? Xúc xích à? Nghỉ ngơi đi, để chiều đi tắm nha. Đấy, trong nhà nhìn ra đây các bạn ơi. Đẹp chưa? Một màu xanh mát. Biển rộng. Hello. Hello.
cái gương rất là rộng nha. Xe đạp đôi nữa nha. Đây là nhà vệ sinh. Trước khi xuống bể bơi nào. Ngoài xa kia là biển nha. Cởi động đi, cởi quần áo ra. Đúng rồi, cởi động. Nào bé bông khởi động trước khi xuống nước đây nào. Nào khởi động trước khi xuống nước nào. À đây nè. Nào khởi động đi, mông ra khởi động giống anh Long đi. Đúng rồi. Nào khởi động đi. Khởi động nào. Chưa khởi động đi đã. Nào con khởi động cho em, khởi động đi xem nào. Khởi động lại cho em tập. Nào khởi động tay nào. Okay.
Nào nghe nhảy thế nào, kéo nhảy dưới nhá. Ôi phát nhảy nữa nào. Từ từ, chờ tí nha. Rồi. Ui, nghe nhảy. Ui, vừa. Xem hai thanh niên này nhảy nào. Thanh niên